Con đang thực tập chánh niệm tỉnh giác nhưng chưa được liên tục. Cứ chánh niệm một chút là sẽ thất niệm. Thầy có thể hướng dẫn để việc chánh niệm được liên tục không ạ? À? Vì trong một hoạt động dù là nhỏ như đưa tay, bấm tivi thì cũng đã có nhiều hoạt động nhỏ hơn trong đó rồi ạ. Đừng cố cố là liên tục. Cái điều này là một cái điểm mấu chốt mà thường là hầu hết là sai lầm. Cái điểm mấu chốt mà hầu hết là sai lầm đó là muốn chánh niệm tỉnh giác liên tục. Chánh niệm tỉnh giác liên tục là đã sai ngay từ đầu. Đố ai biết tại sao? Khi mà mình đã nghĩ tới liên tục, tức là mình tạo ra thời gian, trong khi là thấy là thấy ngay chứ không qua thời gian, là phải sanditiko, akaliko, không có không qua thời gian, tức là phải trọn vẹn với cái đó chứ đừng có nghĩ tới liên tục. Trọn vẹn ngay tại đó rồi chết chứ không có liên tục gì cả. Nhớ chú kỵ như vậy nè. Bây giờ mình đang là như thế nào thì trọn vẹn ngay tại đó và chết luôn, không cần đi tới tương lai gì nữa cả. Chứ tại sao lại cố liên tục? Liên tục để làm gì? Vậy mà người ta vẫn cứ nói là phải tích cực miên mật. Tích cực miên mật là ai? Tích cực miên mật và tích cực miên mật để làm gì? Để tạo ra tương lai. Trong lúc đó Đức Phật Ngài nói chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Cho nên thầy mới dùng từ trọn vẹn. Trọn vẹn tức là không có thêm bớt gì nữa cả. Nó đang là thế nào thì thấy như vậy thôi. Không có ngày mai. Không có cái bước chân tiếp. Chỉ có bước chân đang là. Chứ tại sao lại nghĩ tới bước chân tiếp là sao? Đó. Cho nên ngay cả cái ý nghĩ là làm sao để chánh niệm liên tục thì nó đã sai ngay từ đầu. Đó là cái điều hết sức là mấu chốt. Dạ ơn kính thưa thầy. Cái mà trọn vẹn đó, thì con vẫn cảm thấy là dễ bị hiểu lầm. Và bản thân con vẫn hay bị là nếu mà là trọn vẹn với cái đang là thì đôi khi mình lại bị nắm giữ. Tức là mình nghĩ là trọn vẹn với cái đang là nó là như thế này, xong mình sẽ nghe trụ lại ở đó, chứ mình không có về mặt lý thuyết thì con hiểu là cái đang là thì không thể nào nắm giữ được, không thể nào mà tạo tác hay là mình có ý niệm gì đó về nó được, bởi vì nó luôn luôn trôi chảy. Nhưng mà mình vẫn có một cái sự tưởng tượng là chọn bệnh là như thế nào đó, xong rồi mình lại thực hành như thế. Cái từ tròn vẹn nó khác với cái từ trụ lại. Hai cái nó khác nhau rất là xa. Tròn vẹn thì nó luôn là biết là linh động, còn trụ lại đó thì là coi như bị khô chết, khô cứng. Cho nên đó, chữ từ tròn vẹn hoàn toàn không có nghĩa gì về là trụ lại cả. Cho nên đó, Đức Phật Ngài nói là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nhưng mà Ngài lại nói rằng là không đắm chìm trong quá khứ, không đắm chìm trong tương lai và không đắm chìm trong hiện tại. Đó chính là sự khác biệt giữa thiền tuệ và thiền định. Thiền định mà thiền định tứ thiền bát định á, chứ còn thiền định chánh định thì khác. Mà thiền định đó là tứ thiền bát định á, tức là nhập sơ thiền, nhập nhị thiền đó, thì chính những cái nhập đó đó mới là giết chết cái vipassana. Cái soi sáng, cái chánh niệm trong từng cái khoảnh khắc. Trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thì khi mình nghe chữ từng khoảnh khắc á, là cũng, nó cũng làm cho người ta hiểu lầm là từng khoảnh khắc là khoảnh khắc này rồi đến khoảnh khắc kế. Nhưng chữ từng khoảnh khắc ở đây á, có nghĩa là chỉ khoảnh khắc đó thôi. Nếu một người trọn vẹn tỉnh giác
Trọn vẹn thực sự đó, thực sự trọn vẹn tỉnh giác với khoảnh khắc hiện tại thì người đó liền giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì muốn nghĩ quá khứ tương lai gì cũng được hết, không có vô, không có ngại gì hết. Lúc mà đã giác ngộ rồi thì muốn nghĩ tương lai thì nghĩ, muốn nghĩ quá khứ thì nghĩ, chẳng có sao hết. Bởi vì cái người đó đã thấy ra cái thực. Còn cái người không thấy ra cái thực ấy, thì tương lai là ảo, tương lai là nghĩ ảo thôi. Còn bây giờ đối với cái người mà thấy ra cái thực ấy, thì té ra quá khứ tương lai gì đều thật, không có gì ảo hết. Bởi vì mỗi khoảnh khắc đã thực thì tương lai quá khứ gì cũng thật hết. Và tại mình chưa thấy cái thực đó thôi, cho nên bây giờ thấy cái gì cũng ảo, dù là hiện tại cũng ảo luôn. Đại khái là vậy. Mà ảo là hệ chưa tròn vẹn á, thì vẫn còn một ảo. Ví dụ mình tròn vẹn 99% thì vẫn còn 1% ảo. Cho nên từ tròn vẹn á, có nghĩa là không còn ảo nữa. Là sự thật hoàn toàn như nó đang là. Nhưng mà mình luôn á, là lấy hiện tại để đổi lấy tương lai. Đó là cách hành mà xưa nay người ta hành, là dùng hiện tại để làm bàn đạp đưa tới tương lai, chứ không phải là hiện tại là chân lý của toàn hoàn hảo rồi. Nhưng mà bởi vì họ không đủ trọn vẹn, họ không thấy được cái hoàn hảo của hiện tại, cho nên họ mới là muốn có tương lai để có một cái hiện tại theo ý mình, để có một cái hoàn hảo theo ý mình ở tương lai. Tức là họ không thấy được hiện tại hoàn hảo, cho nên mới thấy, mới cần một cái sự hoàn hảo ảo tưởng ở tương lai. Đó là điều, đó là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, con cảm nhận là con hiểu được và thấy được bản ngã khi tâm khởi lên điều gì đó, nhưng con không thấy được xuyên suốt mà lúc thấy lúc không. Có phải con nên chánh niệm tỉnh giác hơn? Có phải khi mình thật sự thấy được bản ngã này thì mình có thể giải thích và nói lại được cho người khác hiểu, phải không ạ? À? Vì con hiểu mà con không có khiếu ăn nói ạ. Có khi không cần ăn nói, nếu mà mình thực thấy thì bằng cách gì mình cũng có thể chỉ được. Bằng ngôn ngữ gì cũng có thể chỉ được, chứ không cần phải là, không phải là ăn nói. Có những cái vị họ chứng ngộ đến mức hoàn toàn, mà mình thường hay gọi đó là các vị A La Hán. Có nhiều vị A La Hán không biết nói gì. nhưng bản thân họ là biểu hiện cái thực, và họ làm gì cũng có thể biểu hiện được cái thực, cho nên cũng cần phải nói. Cho nên người ta gọi là vô ngôn chi giáo hay là thân giáo, lúc đó không cần phải tới lời nói. Mà thật ra Đức Phật ngài bất đắc dĩ phải dùng tới lời nói, chứ còn cái mà ngài chỉ là cái thực, lúc đó là cái thực, cho nên là cái người nghe là thấy liền. Cho nên cần phải qua cái lời nói giảng giải dòng dài dòng mà không thấy cái gì hết. Người nói cũng không thấy, mà người nghe cũng chẳng thấy. Thế nên giảng giải dài dòng vô ích thôi. Nhưng mà người thấy thì im lặng cũng có thể biểu hiện được cái thấy đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, một lần nọ con đang mở cửa thì sững lại. Con nhìn vào cánh cửa và thấy cánh cửa kỳ diệu vô cùng. Trước khi nó là cửa, nó là một cây dừa. Trước khi nó là cây dừa, nó là trái dừa từ một cây dừa khác. Rồi trước đó và trước đó nữa. Nó không có cùng tận hình dáng và tên gọi, không thể truy nguyên về ban đầu. Con nhìn tới tương lai, nó có thể trở thành cây cọc. Rồi sau khi nó là cây cọc, nó có thể trở thành mùn tro. Sau khi là mùn tro, nó có thể là một phần dưỡng chất mà đất đai sẽ bồi đắp vào một cây mít.
rồi sau đó và sau đó nữa. Nó cũng có vô cùng tận hình dáng và tên gọi, không thể truy cập điểm kết thúc. Cái thấy khó diễn đạt này lại tiếp tục hướng con nhìn ra ngoài trời. Con thấy trời mưa và những hạt mưa ấy cũng vô thủy vô chung, không thể nói hết. Sự vận hành của Pháp hiện ra như vậy, con chợt nhớ lại lời Thầy hay nói về sự không sinh, không hữu, không tác, không thành. Phải chăng sự vận hành vô cùng của Pháp cũng chính là sự không sinh, không hữu, không tác, không thành mà Thầy đã nói ạ? Xà thủ lên Thầy, tốt lắm. Nếu như đó không phải là mình cứ ngồi mà suy luận mà thấy, cho nên Thầy mới nói khi một cái người giác ngộ, họ có thấy xuyên suốt cả quá khứ và tương lai. Đối với họ đó, cái hiện tại của họ đó là quá khứ vô tận và tương lai vô tận, chẳng phải hiện tại chỉ là một cái chỉ là bây giờ. Mà khi mình nói là bây giờ thì mình lại nghĩ tới có tương lai. Nhưng bởi vì người giác ngộ thì quá khứ hay tương lai hay bây giờ là cũng giống nhau, cũng là một thôi. Bởi vì đó là một thực tài toàn thể, chứ không phải là một thực tài bên bú. Cho nên có thể là khi mà người biết thì nó xuyên suốt cả một quá trình, xuyên suốt luôn cả quá trình, người ta thấy hết. Cho nên tại sao Đức Phật nói là Ngài có thể có cái khi giác ngộ thì Ngài lại có cái gì? À, túc mạng minh, tức là biết được hết tất cả kiếp trước của mình. Đó, chẳng hạn vậy. Thật ra thì không phải, không có thể là không phải biết theo cái nghĩa là biết thế này thế kia nói ai hơi đâu mà ngồi biết vậy cho nó mệt. Nhưng mà cái biết xuyên suốt đó, thì mình biết xuyên suốt cả một cái quá trình quá khứ như thế nào đó đến bây giờ, là cái người giác ngộ thì người ta sẽ thông suốt cái chuyện đó. Cho nên nếu mà đó là cái sự khác biệt, cái trọn vẹn với thực tại hiện tiền, nó khác với là thuyết hiện sinh của sáng quân sản. Đó, đại ca nói cái thuyết hiện sinh ở Pháp thời bây giờ đó là chỉ sống trong hiện tại thôi, không cần biết gì quá khứ tương lai vậy đó. Nhưng mà cái đó là đừng có hiểu lầm cái điều đó với là cái mà Đức Phật Ngài nói tròn vẹn rõ biết cái đang là. Và cái đó khác nhau xa lắm đó. Khi một người mà thực sự tròn vẹn với cái đang là thì cái biết là trùng khắp vũ trụ. Nếu ai có học dịch lý thì sẽ thấy rõ, rất rõ. Người ta cứ muốn là từ quệ bị làm sao để đi tới quệ thái đó, từ cái quệ chí dương hay là chí âm, người ta lại muốn làm sao để đi tới chí dương thì cứ đi vòng tròn hoài, đó là luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu là thời bị tắc bị, thời hân tắc hân, tức là khi bị thì tròn vẹn với bị đó thôi, không thêm bớt gì nữa cả, thì lại là bắt gặp thái cực và thậm chí là vô cực. Vì vô cực và thái cực là ở khắp mọi nơi, cho nên mình chỉ cần tròn vẹn với thực tại đang là thì tức là đang tròn vẹn với thái cực. Còn muốn từ bị mà cứ muốn qua thái đó thì cứ luân hồi thôi, đi vòng vòng thôi. Tới thái rồi thì nó lại bắt đầu bị sinh bị lên, rồi nó để qua thái rồi nó cứ vậy thôi mà. Thái thì sinh bị sinh thái, âm thì sinh dương thì sinh âm, cứ hoài vậy. Thành nó cứ đi vòng vòng cái kiểu mà tu hành mà cứ muốn là tiếp tục khoảnh khắc tiếp kế tiếp đó, đó là sai rồi, không có khoảnh khắc kế tiếp, chỉ có tròn vẹn thôi. Nhưng khi tròn vẹn thì nó lại là bao trùm cả quá khứ và tương lai, không có thời gian và không gian nữa, bao trùm cả thời gian và không gian hết luôn. Dạ, thưa Thầy, câu hỏi tiếp theo. Có đoạn kinh: này các tỳ kheo, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đưa đến khổ diệt. Thưa Thầy, có phải đoạn kinh này dạy chỉ có thể tìm thấy sự diệt khổ và con đường diệt khổ
ngay trong cái khổ ạ. Đúng. Đó, cho nên mới nói thời bị tắc bị là vậy đó. Tức là khổ tức là bị đó. À, cho nên người ta mới có câu là bị cực thái lai là vậy. Tức là cứ bị tới tận cùng đi thì là nó thành thái. Cũng như một cơn đau mà nếu mình cứ tròn vẹn cơn đau đó thôi, không có thêm bớt gì nữa cả, thì lúc đó là paramang xuất khăn luôn á, chứ không phải là xuất khăn. Tức là không phải lạc mà là gọi là vi diệu lạc hay là siêu lạc gì đó là cái. Cho nên á, thực ra đó, cái cuộc đời này sinh ra được tạo thành bởi chất khổ, bởi chất khổ, chất vô thường. Để làm gì vậy? Để cho người ta giác ngộ. Cho nên á, mình lại đi bỏ cái khổ đi để mình muốn được lạc. Cho nên mình phải luân hồi. Giống như bỏ bị mà quan thái đó, thì nó là luân hồi. Còn nếu như mà thời bị tắc bị, tức là khổ mà tròn vẹn rõ biết khổ, thì sẽ thấy tập. Mà thấy tập thì là thấy diệt, thấy đạo. Với lại có một cái điều nó là may mắn hay là gì đó không được, dùng từ gì đó không được. Đó là thật ra cái đạo đế và diệt đế là nó có sẵn. Rồi mình không thấy được cái nào để vượt để nó, cho nên mình mới là phát sinh lên cái tập đế khổ đế, rồi mình bị luân hồi trong cái tập đế khổ đế đó, cho đến lúc mình thấy được cái tập đế khổ đế đó, tròn vẹn với tập đế khổ đế đó để thấy ra, thì cái thấy ra đó chính là đạo đế. Và khi thấy ra đó thì cái tập đế khổ đế nó không còn nữa, thì đó gọi là vượt đế. Và diệt đế lại là trở lại với cái mà vốn sẵn có. Tức là mình, bản thân mình là có một cái papasada chitta, là vốn nó là hoàn toàn trong sáng. Nhưng mà mình không thấy được cái papasada chitta đó trong cái trong kinh Tăng Chi mà đoạn ấy, thầy nhớ là đoạn số 10 gì đó. Đó. Là vì nó là vì không thấy được cái papasada chitta đó, cho nên mới đi tìm kiếm cái gì đó bên ngoài. Mà khi đi tìm kiếm cái bên ngoài ấy, thì lúc nào cũng gặp với cái này, khi thì thích, khi thì không thích, khi thì vui, khi thì khổ, thì những cái đó nó làm cho che lấp đi cái bản tâm mà papasada chitta đó. Rồi cái người mà biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để quay về, chứ đừng có chạy đi tìm kiếm gì nữa, đừng có tìm kiếm nước bàn rồi đâu ở bên ngoài nữa, nó ở trong sẵn rồi. Mà tại vì mình tập đế và khổ đế nó che lấp đi thôi, cho nên bây giờ khi thấy ra được rồi á, thì xả ly tham đoạn diệt. Đã thấy ly tham đoạn diệt cái mà sinh hữu tác thành đó, thì nó trở về với lại cái không sinh không hữu không tác không thành của cái niết bàn. Thành mình là niết bàn lại có sẵn, mà mình tạo ra sinh tử, mình lại đi ngược lại, cố tu để tạo ra niết bàn, đó là cực kỳ sai lầm. Cố tu để tạo ra niết bàn, đó là cực kỳ sai lầm. Cố tu để chạy cho mau để tới niết bàn, đó là cực kỳ sai lầm. Dừng lại thì đó là niết bàn. Cho nên Angulimala giết người để muốn đạt được một cái niết bàn gì đó của ông á, của lý tưởng của ông á, thì Đức Phật Ngài nói dừng lại. Thì Ngài nói ông thấy niết bàn. Trong khi ông phải buông cái niết bàn ảo mà ông đi tìm, ông cứ chạy đi tìm bằng mọi cách, kể cả giết người, làm sao ông đạt tới niết bàn của ông được thôi. Nhưng khi Đức Phật Ngài nói dừng lại, thì té ra ngay chỗ dừng lại đó là niết bàn rồi. Thì cái từ dừng lại này nó tròn vẹn với cái từ dừng lại mà Đức Phật Ngài nói đó. Nó đồng nghĩa với cái từ tròn vẹn với thực tại hiện tiền. Dừng lại là không có đi, không chạy đi tìm cái ảo tưởng của chính mình nữa. Nhưng mà có điều, nếu ai chạy thì cứ chạy đi. Cứ chạy cho đến lúc
thấy chạy hoàn toàn vô nghĩa thì lúc đó mới là chịu buông. Mà khi buông thì mới thấy rằng ủa, trái rồi mình chạy ngồi thì cũng chạy cũng dậm chân trên niết bàn thôi, chứ không chạy đâu, đâu chạy thấy đâu rồi cũng dậm chân ở tại niết bàn. Dạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Kính xin sư ông chỉ dạy, con người là do sắc thọ tưởng hành thức hòa hợp mà có, nên chỉ là giả danh không có thật. Nhưng tại sao danh pháp, sắc pháp cũng do nhiều yếu tố hòa hợp mà có thì lại được xem là pháp có thật à? Tức là cái gì á, cái gì mà không sinh, không hữu, không tác, không thành á, thì cái đó có thật. Còn cái gì mà có do sinh, hữu, tác, thành á, thì cái đó không có thật. À, ngũ uẩn á, mình thường hay lầm á, có ai cũng nói là cái thân ngũ uẩn, làm gì có thân ngũ uẩn. Có thân ngũ đài thì có, chứ làm gì có thân ngũ uẩn. Thân ngũ đài là đất, nước, lửa, gió và tánh biết, thì ngũ đài thì được. Hay là lục đài thêm tánh, phải thêm hư không nữa thì lục đài thì có. Hay là nói là cái thân mắt tai mũi lưỡi, thân ý đó thì có. À, thân có lục căn thì có, chứ không làm gì có thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn là nó chỉ khi nào mà nó khởi lên một cái tạo tác, tức là có sinh hữu tác thành á, thì khi đó mới là ngũ uẩn. Còn khi không sinh hữu tác thành á, thì đó là niết bàn. Chứ làm gì có ngũ uẩn. Cho nên á, đa phần người ta nói cái thân ngũ uẩn là như có cái thân ngũ uẩn. Cái thân ngũ uẩn là cái nó khởi lên rồi nó hết, rồi nó khởi lên cái khác rồi nó hết. Nó cái mà cứ sinh diệt đó đó, cái mà sinh hữu tác thành đó đó mới là ngũ uẩn. Còn bây giờ nếu mà mình ngồi với một tâm rộng lặng trong sáng, không có khởi gì hết trơn, thì lúc đó đâu có ngũ uẩn, đâu thân ngũ uẩn. Lúc đó chỉ có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết thôi, chứ đâu có ngũ uẩn gì đó. Nhớ cho kỹ cái điều đó. Bởi vì Đức Phật ngày nay phân biệt ba thứ này. 12 xứ. 12 xứ là sao? Tức là mắt là mắt, tai là tai, mũi là mũi, lưỡi là lưỡi, thân là thân, ý là ý, sắc là sắc, thân là thân, hương là hương, vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp. À, nếu mà tách riêng ra đó thì mỗi xứ mỗi riêng đó, thì không có chuyện gì cả, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà bây giờ khi mà mắt muốn thấy sắc cho nên mới có nhận thức, còn bây giờ mình ngồi không như thời mà mình cũng không muốn thấy gì hết, mình cũng không muốn nghe gì hết, nhưng một hình ảnh đến, một âm thanh đến thì nhớ rằng là không có xúc và cũng không có nhận thức nhị thức gì cả, mà lúc đó chỉ có tánh biết và pháp thôi. Nhớ cho kỹ điều này ha. Nhớ cho kỹ điều này. Nếu khi mình ngồi buông hết hoàn toàn, tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì vẫn là thấy cái sắc, có thể nghe âm thanh, nhưng hoàn toàn là tánh biết tự chiếu. Còn khi mà nói có nhãn thức, nhị thức á, là lúc đó có muốn biết, muốn nghe, muốn thấy thì mới có xúc. Có xúc mới có thọ, có tưởng, có hành, có thức. À, cho nên á, mới thấy được này, thấy ba thứ này. Thấy 12 xứ. Thấy 12 xứ tức là bây giờ, khi mà ngồi tâm hoàn toàn rộng lặng trong hạt sáng á, là trả về 12 xứ đó. Phải không? Tức là ai có trải nghiệm điều này thì sẽ thấy ngay. Tức là nếu mình tâm mình hoàn toàn buông xả, và buông xả chứ không phải là tâm xả nghe, buông xả với cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong tháng, tức là trở về với cái Vipassana Citta bản nguyên của nó, thì lúc đó đó nó có thể phản ánh tất cả mọi sự, nhưng mà không có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì cả. Đó là 12 xứ. Nhưng khi mình muốn thấy
thì liền có nhãn xúc. Khi mình muốn nghe thì liền có nhị xúc. Nhớ nghe, nhớ cho kỹ cái này. Còn nhị xúc. Và khi có xúc như vậy, khi đã có muốn thấy, muốn nghe thì có xúc như vậy, thì liền có thọ tượng hành thức, cho nên mới có ngũ uẩn. Như vậy có này, 12 xứ là khác, 18 giới là khác, và ngũ uẩn là khác. 12 xứ là thực tại hiện tiền, nhưng mà đã khi hình thành 18 giới thì cũng vẫn còn thực tại hiện tiền. Nếu không thêm bớt, không thêm gì, nếu không có thành xúc thọ tượng hành gì hết á, thì vẫn chưa có hình thành bản ngã, chưa có hình thành tạo tác gì cả, tức là không có sinh hữu tác thành. Nhưng khi mình muốn thấy, muốn biết và có xúc thọ tượng hành thức thì lúc đó là ngũ uẩn hình thành. Và khi ngũ uẩn hình thành á, thì đó là bắt đầu tạo tác ra sinh hữu tác thành. Và Đức Phật Ngài nói đó, cái mục đích của tu hành á, là để thoát khỏi cái sinh hữu tác thành, để trở về lại với cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cái tánh biết á, là đạo đế. Và không sinh và cái tánh mà không sinh, không hữu, không tác, không thành đó là Niết Bàn. Cho nên đạo đế thì thấy Niết Bàn. Nhưng mà ngũ uẩn thì thấy sinh tử. Hệ mà đã sinh ra ngũ uẩn cái là thấy sinh tử. Cho dù ngũ uẩn rất là tốt, như thử là ngũ uẩn sắc giới, vô sắc giới, đỉnh này đỉnh kia, hoặc là cõi trời này cõi trời nọ là ngũ uẩn tốt, chẳng phải là ngũ uẩn xấu, nhưng vẫn trong tam giới, không phải là giác ngộ được giải thoát, vẫn chưa thoát khỏi sinh hữu tác thành, để trở về lại với không sinh, không hữu, không tác, không thành. Có điều là thế này, không sinh, không hữu, không tác, không thành thì người ta sẽ nghĩ rằng là trơ trơ như đá. Nhưng không phải. Chính cái người mà không sinh, không hữu, không tác, không thành mới là biến hóa vô cùng được. Làm gì cũng được, không có gì mà không làm được. Đó. Nhưng mà làm tất cả với vô với tâm vô vi vô tác. Cho nên lão tử mới nói là vô vi nhi vô bất vi. Tức là cái người mà người ta giác ngộ để trở về được cái không sinh, không hữu, tác thành đó, thì người ta làm bất kỳ gì cũng được ấy. Còn cái sinh hữu tác thành đó, chỉ làm được cái chuyện đó thôi. Ví dụ cái sinh hữu tác thành nấu bún bò thì chỉ nấu bún bò được thôi. Nếu sinh hữu tác thành cái gì ấy, thì nó chỉ làm được cái đó thôi. Còn cái người đã thoát khỏi sinh hữu tác thành đó, thì làm bất kỳ gì cũng được ấy. Cho nên hồi nãy thầy nói là quá khứ vì là gì cũng đều cũng đều nằm trong đó. Nó trở thành quá khứ hiện tại vì là, nhưng mà là nó trở thành một cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cho nên nó mới gọi là vượt khỏi thời gian. Akaliko. Akaliko bởi vì ở đâu cũng là Akaliko hết. Thì cái điều này đó, nói một hồi cái nó ra thành triết học, lý luận triết học mất. Nhưng mà bây giờ trở lại cái bắt đầu trở lại là nếu mình tròn vẹn rõ biết cái thực tại hiện tiền, thì nếu mà tròn vẹn rồi với thực tại hiện tiền á, thì thầy nhắc lại là lúc đó có thể nói là nó bao trùm hết tất cả không gian và thời gian, chứ không phải hiện tại là một cái điểm nào đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo kính thưa sư ông, tại sao chỉ có phiền não ngủ ngầm mà không có tâm thiện ngủ ngầm? Có phải là vì tâm thiện đã có sẵn trong tự tánh à? Đúng rồi, chính xác. Tất cả những cái thiền, cái tốt lành nhất, cái hoàn hảo nhất thì đã có sẵn. Nhưng tại sao là nó lại sinh ra luân hồi sinh tử? Là bởi vì vô minh ái dục. Vô minh là gì? Vô minh là không thấy cái hoàn hảo đã có sẵn. Cho nên
sinh tử luân hồi là do chạy đi tìm cái hoàn hảo trong ảo tưởng của bản ngã, gọi là ái dục. Cái từ vô minh ái dục là cái từ mà nếu hiểu được thì nó cực kỳ hay mà nó rất cực kỳ đơn giản. Đơn giản là bởi vì nếu một người mà thực sự tròn vẹn như Đức Phật Ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì không còn gì để làm được cả, xong rồi. Nhưng mà bởi vì mình lại tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đạt được một ảo tưởng ở tương lai, vẽ ra nào là Phật chánh đẳng chánh giác, nào là A La Hán, nào là cái đạo quả này đạo quả kia, nào là đủ thứ thứ đó, toàn là ảo tưởng của bản ngã. Trong khi đó buông hết bản ngã thì ngay đó lại là A La Hán, lại là toàn Phật toàn giác, là cái gì cũng nằm đó rồi. Đó. Cho nên á, cái mà mình do vô minh ái dục cho nên mới tạo ra cái tất cả những cái sai lầm, từ cái ảo tưởng. Cho nên thầy nói là giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ra sự thật. Và giải thoát là gì? Thoát khỏi ảo tưởng về sự thật đó. Mà chính cái ảo tưởng này mới là tạo ra những cái phiền não ngủ ngầm. Đó. Thì chính rồi cái phiền não ngủ ngầm đó nó lại là tác động lên. Nếu nói theo phân tâm học thì nó sẽ trở thành những cái lực xung động và thúc đẩy mình chạy tiếp, mày mau đi, chạy vô nhân, tích cực miên mật đi để mau tới nước bạn. Mà cái nước bạn ảo, nước bạn ảo. Còn buông hết ba cái thứ đó đi đó thì nước bạn ngay đó liền. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, kính thưa thầy, có câu nói điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh là phản hồi quy chân. Thưa thầy, phản hồi quy chân có nghĩa là gì ạ? À? Sao điều đó lại là điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh ạ? À? Đúng vậy. Bởi vì thầy nói là cái sứ mệnh của mọi người sinh ra chính là để giác ngộ chính mình. Giác ngộ chính mình là gì? Tức là thấy ra chính mình. Mà thấy ra chính mình á, thấy ra chính mình á, chứ không phải thấy ra cái thấy ra cái ảo tưởng mà mình theo đuổi, mà là thấy ra chính mình đó. Thì trong trong chính mình nó đã có tất cả. Trong chính mình đó chính là Arahant, là Samma Sambuddho, là Vichacharana Sampanno, là Sugato, là Lokavidu Anuttaro Purisanamasarathi Sattha Devanusanang, vân vân. Tức là trong mình đó có sẵn A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian dạy, vô thường trị, đều ngự thiền phu gì là ở trong mình hết trơn á. Còn mà mình muốn thành mấy cái đó là thành ảo. Muốn trở thành những cái đó là thành ảo. Muốn đi tạo tác để cho có A-la-hán là ảo. Đã A-la-hán mà đi tạo tác cho ra A-la-hán là sao? Thật cười đó. Cố mà tu cho thiệt dự để tới A-la-hán mới là lạ. A-la-hán là buông hết trơn ra A-la-hán, mà bây giờ mình cố tạo tác ra A-la-hán mới là lạ luôn. A-la-hán là buông hết tất cả mọi cái mà ý đồ tạo tác đó đó. Mà chính những cái ý đồ tạo tác đó nó mới là thành ra là che lấp, là trói buộc, gọi là triền cái kiết sử. Chính cái đó nó mới trở thành những cái phiền não ngủ ngầm. Cho vốn nó là không sinh không hữu không tác không thành mới. Vốn nó là Pāpāsarā citta mà. Vốn nó là thanh tịnh trong sáng mà. Mình lại đi bỏ mình lại không thấy được cái thanh tịnh trong sáng đó, cho nên mới chạy đi tìm. Do đó Đức Phật mới nói dừng lại đi, dừng lại đi. Dừng lại là làm sao? Là trở về tròn vẹn tỉnh thức ngay cái thực tại đang là đó. Thì cái đó chính là phản quán tự kỷ. Tức là soi lại chính mình. Thì thầy mới nói là
cái sứ mệnh của mỗi người sinh ra cuộc đời này. Phải va chạm đủ thứ trên đời này thì mới thấy ra mình. Đó. Cho nên mới nói là khi xúc chạm việc đời. Xúc chạm việc đời là gì? Là va chạm đủ thứ trên đời nó, mà chính cái va chạm đó nó mới nói. Ví dụ như mình va vào cái đầu, va vào cái cột nó mình mới thấy cái đầu đó. Chẳng thôi mình đâu có thấy cái đầu mình đâu. Mình nhìn toàn thấy bên ngoài không chứ đâu thấy cái đầu mình đâu. Và cái cột cái lúc đó mình mới thấy có cái đầu đau đó. Cho nên những va chạm trong cuộc sống đó chính là để giúp mình thấy lại mình. À, khi sinh ra đó thì mình có một sứ mệnh duy nhất, đó là thấy lại mình. Nhưng mà mình không thấy lại mình được, do đó phải va chạm mới thấy lại mình. Nên đó là một cái điều. Chính những cái điều này cũng đã hoàn hảo cung khắp mọi nơi, hoàn hảo cung khắp thế giới. Cái sự hoàn hảo này nó rất là kỳ diệu, bất khả tư nghị. Cái thằng em mình nói hệ mình đụng cái chuyện gì đó cái mình than trách mình cái nọ, nhưng mà chính cái đụng đó là giúp mình thấy mình. À, mình cứ chạy bên ngoài không à, thì mình nó đụng cái đó mình mới thấy mình. Cho nên tất cả những đụng chạm, được mất hơn thua thành bại vui khổ vinh nhục gì ở đời đó, chính là để mọi người thức tỉnh, mọi người để thấy lại chính mình. Khi đã thấy được cái điều đó là mà trở về tròn vẹn tỉnh thức nên ngay nơi chính mình á, thì lúc đó là mới thấy rằng là ở đó đã hoàn hảo hết rồi. Cho nên Đức Phật là không phải tạo ra được cái Arahant Sammasambuddho, mà ngài đi luân hồi sinh tử quá rồi, ngài buông hết trơn rồi, ngài mới thấy là ngài Arahant Sammasambuddho đã có sẵn. Đó. Cho nếu mà Đức Phật Thích Ca mà tạo ra Arahant Sammasambuddho thì có thể là 90%. Rồi người khác có tạo ra cái Sammasambuddho của cái vị đó đó 70%. Tức là mỗi người đều có cái Arahant Sammasambuddho khác nhau hết đó. Nếu là mỗi người tạo tác, đúng không? Nếu mà mỗi người tạo tác ra cái Arahant Sammasambuddho của mình á, thì chắc chắn là mỗi cái Arahant Sammasambuddho đều khác nhau hết. Nhưng mà cái Arahant Sammasambuddho đó là ở mỗi người đều có sẵn và hoàn toàn giống nhau. Cho nên ai giác ngộ thì chỉ có buông cái bản ngã mà đi tìm kiếm cái ảo tưởng thôi, thì đều trở về đều thấy cái Arahant Sammasambuddho đó giống nhau hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con xin thầy chỉ dạy về việc nuôi chó mèo cũng như thú cưng, về việc triệt sản cho chúng có tạo ác nghiệp không ạ? cái này thì nó là việc nó là việc ở đời. Tại vì khi mà ở đời đó, ví dụ như ở thường thường là các nước như ở Mỹ, ở Úc chẳng hạn đó, thì theo thầy biết đó, là ai muốn nuôi thú cưng đó, là phải triệt sản. Bởi vì nếu không đó, mình ở đây mình biết đó, mỗi lần mà đến cái mùa chó mùa mèo là thôi nó chạy om sòm, nó phá làng phá xóm, rồi nó cắn nhau sức mẹ đủ thứ hết trơn. Cho nên đó, là người ta phải bắt là hệ đã nuôi thú cưng đó, là phải triệt sản. Thì đó là cái luật cái luật đó là nó tục đế, mình không làm thì không được. Thì tốt nhất nếu mình không muốn triệt sản thì mình đừng nuôi gì hết trơn là khỏe. Vậy thôi, đó là cái thôi. Nhưng mà ở mấy cái chùa đó, thầy đi mấy cái chùa ở đó, chùa nào về đó, người ta đem vô để bắt chó, người ta đẻ ra cái người ta nuôi không hết, người ta đem vô để trong chùa. Ở đây là cái cửa sau đó là nó cứ chó mèo nó cứ vô hoài, là bởi vì họ cứ đem vô. Mà em rồi mình phải nuôi cho sao vậy? Phải nuôi cho không nuôi thú cưng vậy đó. Phải nuôi thôi. Nhưng mà con nào mà nó tới về ở với mình á là phải triệt sản. Chống triệt sản nó chạy tùm lum ra.
Nhưng mà cái đó đó, thật ra cái chuyện đó, cái chuyện mà thiện ác ở giữa đời á, là không cùng. Nó không cùng được, khó mà phân biệt được thiện ác như thế nào. Cho nên á, nhớ một điều là thế này, không, đương nhiên khi ở giữa đời á, thì mình phải đặt nặng chuyện thiện ác đúng sai, là bởi vì ở giữa đời thôi. Còn giác ngộ á, thì chính những cái mà thiện ác đúng sai đó, nó mới giúp cho người ta giác ngộ đó. Cho nên á, mình cứ thấy là cứ nhìn ngoài đời mà ra đó, là luôn luôn là có thiện ác đúng sai, trong bao giờ hết đó. Nhưng mà những cái điều đó lại giúp cho cái người giác ngộ, giác ngộ. Cái người biết á, thì người ta sẽ giác ngộ. Cho nếu mà mình cứ ngồi mà tính toán cái thiện, tính toán cái đó thì không bao giờ giác ngộ được cả, tại vì nó cứ loay hoay trong cái đúng sai xấu tốt của đời thôi. Mà cái đó thì là tương đối, cái đó là phải tùy duyên, có phải tùy theo cái luật của xã hội, nên cái đó là tương đối. Chừng đó nếu là giác ngộ thì không phải là mình xem thường thiện ác, nhưng mà không phải quá đặt nặng thiện ác. Cho nên khi người giác ngộ là người ta vượt khỏi thiện ác, vượt ra khỏi thiện ác. Còn nếu mà cứ ngồi mà tính toán thiện ác hoài đó, thì không bao giờ có được đó. Không có cái nào mà tuyệt đối cả. Thí dụ như mình nói là ăn chay là tuyệt đối không sát sanh. Nhưng mà ăn chay mà đi bộ vài bước là đã sát sanh rồi. Đó. Nấu nước lên thì trong nước là đã có vi trùng, trong nấu ra là luộc rau ăn, trong rau còn có vi trùng luôn, là luộc cũng sát sanh rồi. Cho nên đâu có cái nào tuyệt đối. Vì vậy mình trong tương đối thì phải sống tương đối. Mà nhờ cái tương đối đó mà mình mới giác ngộ được. Giác ngộ được cho nên mình phải trở về với cái tuyệt đối. Chứ đừng có nằm trên cái tương đối đó nữa. Đó, mới giác ngộ giải thoát. Chứ còn trên tương đối thì cứ ngồi cãi nhau thôi. Nước Mỹ thì cãi nhau với nước Nga. Cứ vậy thôi. Thì đó là tương đối thì cứ cãi nhau hoài, không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà những cái đó lại giúp người giác ngộ. Trong khi Nga với Mỹ cãi nhau thì mình giác ngộ. Vậy đó. Đại khái là vậy thôi. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Tâm không động trước sự sinh diệt của các pháp có được gọi là thấy vô thường không ạ? Tâm không động, đúng. Thấy vô thường thì người ta thường nghĩ là thấy vô thường, tức là thấy mọi sự biến đổi rồi này kia. Có người nói con thấy vô thường, nó cứ biến đổi nhanh đấy. Vậy thấy đâu phải thấy vô thường. Thấy vô thường là khi mà mọi sự đến đi, dù là thuận hay nghịch, dù là cái gì, tâm mình vẫn không động, thì đó mới gọi là thấy vô thường. Chứ ai mà thấy vô thường được, chỉ có đại kính hiển vi mới đưa vô mới là thấy vô thường thôi. Chứ giống như nhà khoa học người ta lấy kính hiển vi người ta soi vô, người ta thấy vô thường quá trời. Nhưng mà cái đâu có giác ngộ. Thấy cái vô thường bên ngoài nó đâu phải giác ngộ. Mà cứ ngồi mà giải thích vô thường là trăng khi tròn khi khuyết, lá khi xanh khi vàng, là giải thích vô thường. Cái chuyện đó ai cũng thấy, con nít cũng thấy. Nhưng mà quan trọng là thí dụ như thế này, mình giả sử như bây giờ thầy xây cái tháp này đó, mà tự nhiên động đất cái tháp sụp đổ và tâm thầy vẫn thấy bình thường, thì cái đó mới gọi là thấy vô thường.
chứ còn độ cái thôi, buồn quá, thật là vô thường. Cuộc đời gì mà vô thường, mình mới xây cái tháp mà bây giờ nó đổ rồi, vô thường quá mà khóc. Thì thầy nó gọi là thấy vô thường được. Khi nào mà những người thân yêu của mình ra đi mà tâm mình vẫn bình thản, đó mới là thấy vô thường, vô ngã. Vô thường, vô ngã vậy đó. Trước khi có trời đất, ta là cái gì? Câu hỏi này con hỏi hoài mà không ra à? muốn trả lời câu đó phải trả lời câu này trước. Trước khi tâm sinh ra câu hỏi đó là cái gì? Trước khi tâm khởi sinh ra câu hỏi đó, đó thì lúc đó là cái gì? Nếu trả lời được câu hỏi đó, đó thì sẽ trả lời câu hỏi trước kia. Trước kia là mình sinh ra từ đâu? Ngay cái mà mình ngay đây á, mà sinh lên mình còn không thấy, thì làm sao thấy được mình sinh từ đâu? Cho nên đầu tiên là phải thấy ra mình sinh ra sao đó. Mình sinh ra tham như thế nào, sinh ra sân như thế nào, sinh ra cái những cái thắc mắc thế này thế kia như thế nào, mình mới thấy được cái sinh nó đó, thì khi đó mình sẽ thấy được sinh ra từ đâu chứ sao. Còn bây giờ trước mắt mà mình sinh mà mình không biết, thành ra đó có thể trả lời như thế này: mình sinh ra là từ một niệm, tức là một ý tưởng khởi lên đó. Chứ thật ra là mình đâu có mình đâu. Mình đâu có mình đâu. Mình là một cái chuỗi diễn biến. Cho nên thầy mới nói cái ông đó, ông chết. Ông chết cái ông mới mất cái thân, ông mới kiềm thường đế. Nói sao mà khi ông sinh ra cho đến lớn lên là bây giờ chết thì tước mất cái thân của ông đi. Thì thường đế mới nói ở được. Người muốn lấy thượng đế thì người muốn lấy thân này, giờ người coi lấy thân nào thì cho lấy. Người lấy thân người khi mới sinh ra, hay là thân khi 1 tuổi, khi 3 tuổi, khi 5 tuổi, khi 10 tuổi, khi 20 tuổi, khi 50 tuổi, cho đến khi người chết, thì giờ thân nào người lấy đi. Thì họ không lấy thân nào được cả, bởi vì bởi vì ủa thì té đó, thân mình đâu có thân mình đâu, nó là một chuỗi diễn biến từ khi mới sinh ra cho đến khi chết, đó là một chuỗi diễn biến, chứ đâu có cái nào là thân mình, đúng không? Bây giờ mình muốn lấy thân mình là lấy thân nào, vì nó là một chuỗi diễn biến mà, cho nó đâu có một cái thân nào cố định đâu mà giữ lại được. Cho nên á, nếu mình thấy là tất cả mọi hiện tượng đều là chuỗi diễn biến thì mới thấy đó là vô thường vô ngã. Và vô thường vô ngã thì đâu có đâu có đầu có đuôi, đâu có từ đâu ra. Từ đâu ra lúc đó là từ đâu ra là do một khái niệm tạo ra. Từ một cái khái niệm tạo ra thì lúc đó mình mới là chấp là có mình. Chấp có mình cho nên mình mới có cái là mình sinh ra từ đâu. Đại khái vậy. Thầy vừa muốn có câu hỏi được. Thầy nghe trải nghiệm của con, ví dụ người mà không chứng nhận được tánh biết của mình này, là tất cả đều làm trong sự vô minh. Thì con thấy là con ngồi cái tánh giống như tánh biết này, thì nó rất là vi diệu. Ví dụ là nó sẽ kiểm soát hết cái mình hết, chẳng hạn giới định tuệ rồi đấy. Còn nếu mà mình không biết được cái chuyện này của tánh biết á, là mình làm một cái sự giống như là một mình ở biên làm đi, sinh ra 6 căn 6 trần 6 thức rồi biết thì hay như tập trung. Nếu mình chuyện này của tánh biết thì nó gồm lại một cái đó không?
thực ra đó, cái tánh biết đó, là nó bao trùm hết, bao trùm cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái thấy, biết gì đó, đều nó trùm biết hết. Cho nên đó, vấn đề là thế này. Vấn đề là khi mắt thấy, tai nghe hay là khi ý thức vấn đề gì đó mà chủ quan, tức là nhận thức sai lầm á, thì nó mới đưa đến, tức là gọi là tà kiến đó. Thì lúc đó nó sẽ đưa đến cả một cái chuỗi dài là phiền não khổ đau. Cho nên bây giờ đó, khi mà mắt thấy, tai nghe, mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, thì lúc đó đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thanh tịnh. Lúc đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thanh tịnh. Cho nên cái thấy biết vẫn là cái thấy biết đó đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì cái khi mà tri kiến thanh tịnh á, thì lúc đó tri kiến thanh tịnh với là tánh biết á, là nó đồng nhau, tức là nó không có cái thấy biết chủ quan nữa, không biết cái chủ quan ảo tưởng bạn ngạ gì đó nữa, mà là nó cái thấy biết đó đó nó trở về đồng với là cái tánh biết. Tức là nói như thế này này, nếu mình thấy mà trong thấy chỉ thấy thì đó cũng là tánh biết, trong nghe chỉ nghe thì đó cũng là tánh biết, trong biết chỉ biết thì đó cũng là tánh biết. Nhưng nếu khi mà mình nghe theo cái tham sân si gì đó, cuộc mạng ngại gì đó, cái ảo tượng gì đó, thì lúc đó đó nó mới là ra khỏi cái nhận thức hoàn hảo của tánh biết, thì nó tạo thành cái ảo tượng chủ quan về bạn ngạ, về thế này, về thế kia, đủ thứ đó. Cho nên á, bây giờ không phải là mình trở về với tánh biết là mình bỏ hết, mà mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn xúc chạm, vẫn thấy, vẫn biết rồi đủ thứ hết bình thường, nhưng mà là thấy như thật, nghe như thật. Và như vậy, vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói là tinh tấn chánh niệm tinh giác để làm gì? Để cho thấy nghe hoàn toàn như thật, đơn giản là vậy thôi. Tỳ đàng nô nham tỳ nàng hô tu su khi ta hô tu nha ta yom tỳ đàng nô nham tỳ nàng hô tu su khi ta hô tu nha ta yom tỳ đàng nô nham tỳ nàng hô tu su khi ta hô tu nha ta yom đi đăng và ta mê phu nhang ma sa va ta ya ma hang